Em Quang Vững xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu và mời các bác thưởng âm một tác phẩm tuyệt đẹp của thương hiệu Odo, máy 24 đời 57, chơi hai bản nhạc gai ca lông và Webington, bên điểm giả định bing bong củ gông 361. Mặt bát giác nằm số nổ khi mặt ngõng và một cái chiếc thùng bè ba buồng hai bên chạm hai bụng lúa mạch, bên dưới là cánh đu đủ hồng rất là đẹp, tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa. Tuyệt vời thưa bác. Có thấy cái chiếc vỏ này của thương hiệu Odo do các nghệ nhân Paris Pháp chăm chổ rất là tinh xảo. Mặc dù được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1930-1940 nhưng mà thấy tình trạng rất đẹp. Kích thước chiều cao là 60 cm và chiều ngang là 56 cm. Đây là một chiếc đồng hồ ba buồng khung rất là đặc sắc và các bác rất nhiều bác sưu tầm đồng hồ sưu tầm. Và đặc biệt là chiếc đồng hồ này vẫn như vậy, thấy nó còn rất là đẹp và những cái vân gỗ đối xứng với nhau cực kỳ trang trọng và quý phái, xin được giới thiệu các bác ở đây. Hai bên bông lúa mạch, bên dưới là những quả siro đối xứng với nhau, em biểu tượng cho sự giàu sang hạnh phúc. Bên dưới là kính đối tượng quả đu đủ no đủ hạnh phúc, đu đủ hồng nhé. Cái mã để là 3152 để bác tiện theo dõi. Và bây giờ em sẽ mở bên trong cái chiếc đồng hồ ra. Đấy, mặt là số nổ đây, mặt số nổ trên cả cái mặt ngõng rất là đẹp và hồng rất là đẹp. Đó. Giấy tờ hướng sử dụng còn nguyên, thùng này thùng do Carex đóng cho Odo thưa các bác. Đó. Và củ gông 361, tất cả các linh kiện chiếc đồng hồ này đầy đủ củ gông 361. Đấy, trên củ gông này thì nó có chữ Odo mà mở nhé. Đấy, rất là ít thấy củ gông nào có chữ Odo mở như thế này. Đó. Thì bây giờ mình có thử âm luôn và nhạc gai ca lông 15 phút. Vậy thì em thành rất là hay đúng không ạ? Ở dưới này có cần gạt phải, em gạt phải bên phía tay trái, bên tay phải sẽ là bài nhạc Webington, bài nhạc truyền thống 15 phút. Theo một bộ gông hay. Đấy. Và ra vô có rất là tốt, chơi bản nhạc nào cũng hay và cái âm thanh rất là hay, 57 đánh rất là chắc chắn và rất là hay. Em xin gặp phải bản gai ca lông vì bản nhạc gai ca lông là nên thương hiệu tên tuổi của Odo, một tiếng gai ca lông. Các bác thấy âm thanh hay không ạ? Và đây là một chiếc đồng hồ nguyên bản với bao cót thì tất cả nó có ok hết bác nhé, nó không bị làm sao cả. Và em đã test thử kiểm tra, đã lau dầu vệ sinh, đã chạy toàn ok thưa các bác. Đó, và tất cả các linh kiện chiếc đồng hồ đều đầy đủ. Đấy, như em đã nói là giấy hướng dẫn sử dụng, rồi là ngoài ra thì em còn vẫn còn bảo hành thêm cho chiếc đồng hồ này.
Đây là tờ phiếu bảo hành của em, bên em Quang Vững, và đây là bên đằng sau là cái mặt hướng dẫn sử dụng cơ bản. Đấy, phiếu bảo hành của Quang Vững, đấy, bảo hành nguyên zin luôn và bảo hành chạy ok luôn thưa các bác. Vì vậy là một chiếc đồng hồ bên các bác mua đồng hồ bên Quang Vững hoàn toàn yên tâm về những cái chính sách cũng như là bảo hàng nguyên bản nguyên zin được sưu tầm nguyên bản từ đến nước Pháp về thưa các bác. Giá trị hàng nguyên bản, một chiếc đồng hồ nguyên bản rất là tuyệt vời thưa các bác. Đấy, thùng Tarik đóng thương hiệu Olo. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái bộ máy này ra để bác xem cái chiếc đồng hồ này. Ở đây có cần si top, thì nếu mà các bác không muốn nghe nhạc thì chúng ta có thể bạn nghe cần si top này ra, thì cái cần vồ nó không chạm khuôn không tạo âm thanh được thưa các bác. Và tiếp tục ở đây hai bên hai cái ốc cầu thì em vặn hai cái ốc cầu ra. Đấy, vặn hai cái ốc cầu ra. Tiếp theo em xin tạm thời đặt cái điện thoại ở dưới này và rút bộ máy này ra. Em soi lại cái bộ côn bác xem, cái bộ gông, cái bộ gông 361 còn rất là đẹp, gông còn rất là đẹp, gông bảy màu xanh mướt luôn và cho âm thanh rất là hay. Như bác vừa nghe, tạm cái điện thoại ở dưới tiếp bác nhé, để em chỉ mời bác xem cái bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Mời bác xem bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ có rất là đẹp. Đã là máy 24 đời 57 thì bác biết là 100% là sẽ là máy hoa dâu. Cái cụ ngày xưa gọi là máy vắt phổ vuông bác. Đấy, quả găng có rất là đẹp, quả găng này. Quả găng đẹp, đảm còn rất là đẹp luôn. Em soi chi tiết bác xem chi tiết luôn, chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp mới. Đó, rất là đẹp mới. Tuyệt vời luôn. Đấy, chiếc Odo nằm giữa máy 24. Ở dưới cần này của số series bên dưới, ở dưới cái cần gạt stop bạn bác ạ. Thì xin được giới thiệu với bác như vậy. Và bây giờ để tiếp tục em xin nắp bộ máy vào như cũ thưa các bác. Cái nắp vào như cũ. Cái nắp vào như cũ. Hiện tại em đang làm video, một tay em quay video cả điện thoại, một tay em làm thì có gì bác không cả thưa các bác, là hơi bị xem mà hơi tích mắt chứ mà không cả nhá. Thì trên đây thì bên em Quang Vững đang giới thiệu những các bác một thương hiệu đồng hồ Odo máy 24 đời 57 được cái sưu tầm nguyên chiếc từ Pháp về. Và đây là một chiếc thùng bè ba buồng rất là hiếm thấy và chạm trổ rất là đẹp như bác nhìn đây. Các bác cần chi tiết thêm ảnh thì xin gọi cho em đồng hồ Quang Vững, và cũng giao lưu xin gọi cho em đồng hồ của Quang Vững. Và chiếc đồng hồ này chữ nguyên bản em đẹp, cái mã là 3152, âm thanh rất là hay như bác vừa nghe thường âm trên điện thoại. Nếu bác có điều kiện thì nghe trực tiếp hay hơn rất là nhiều. Bác có thể đến bên em Quang Vững uống trà thường âm, hoặc các bác cần chi tiết thì em sẽ gửi chi tiết qua các bác qua Zalo hoặc qua tin nhắn. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ Quang Vững.